Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em hôm nay đang cầm đến và gửi đến mọi người, đấy là một sản phẩm dàn sấy nóng trong xe, hay còn có tên gọi khác là dàn sưởi của Kia Bongo 3. Nó lắp chung với cả Hyundai Boxster. Đây là sản phẩm hàng liên doanh, chất lượng cao. Đây là hai ống anh em nhìn này. Đây là hai cái ống để dẫn ra ống nước của dàn sưởi. Sản phẩm được làm từ hợp kim nhôm cao cấp. Các cái lan tản nhiệt của nó rất là đều nhau. Các cái ống lan này, mọi người nhìn nó rất là mịn, đều luôn, nó đồng đều luôn. Đây là hai cái ống này, các cái lan rất nhiệt. Và cái dàn sưởi này nó có thông số chiều dài là chiều ngang của nó 23, chiều cao của nó thì nó rơi vào 17 và dày là 3,5. Với cái sản phẩm này thì sẽ giúp hỗ trợ cho anh em, nhất là khi mùa đông đến, mùa lùm, mùa ẩm, sự cân bằng thời nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài nó không cân bằng nhau, thì khi mà xe anh em có hai chế độ điều hòa, tức là nóng lạnh, thì anh em bật lên thì nó giúp trong xe là người vừa thoải mái hơn mà không khí cảm giác dễ chịu hơn. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu tìm hiểu hỗ trợ về sản phẩm thì liên hệ trực tiếp với em theo số máy 0769086333. Hỗ trợ thay thế lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.